Chào cả nhà. Thời điểm này là thời điểm mà người Việt mình đi về Việt Nam nhiều khủng khiếp sau cái đợt dịch cách đây 2-3 năm về trước. Và bây giờ bắt đầu Việt Kiều sẽ đổ về về Mỹ lại. Tuy nhiên các anh chị nên cố gắng lưu ý cái điều này nha. Khi mà các anh chị mà từ Mỹ mà về Việt Nam chơi, thăm quê hương, thăm gia đình thì mình có thể mình đem bất cứ cái gì ngoài trừ những cái đồ cấm thôi. Mình đem thịt, đem cá, đem trái cây, đem cái gì cũng được hết á. Nhưng mà các anh chị mà từ bên Mỹ, từ bên Việt Nam mà về bên Mỹ lại đó, thì nhất là những cô chú lớn tuổi nên chú ý. Tại vì nhiều khi các cô chú không biết hoặc là quên đi. Mới vừa đây á, ở phi trường Las, tức là trên Los Angeles á, là có bắt được một người là đã đem qua mứt mà còn hột đó anh chị, và sầu riêng đông lạnh. Cái sầu riêng á, anh chị có muốn đem qua thì mình lấy ra, mình lấy thịt ra, cái hộp mình bỏ lại, đừng có đem theo cái hộp. Có thể là cái người này á, là sơ ý, có thể đem theo hộp, đem theo coi như lột ra nguyên cục để vô luôn. Qua cái máy scan nó thấy. Và các anh chị hạn chế những điều đó nha, những cái gì liên quan tới hạt. Đó, ví dụ như cái trường hợp mà mứt, cái mứt mà chùm ruột nha anh chị. Nè, mứt chùm ruột nó có hạt rồi thấy không? Là không được nha. Có một người bị phạt là đem yến theo á cả nhà, tổ yến á, mà cũng không biết lý do tại sao bị phạt $300 ha. Rồi cơm cháy chà bông nha, hoặc là khô bò nha, cũng cẩn thận nha, mấy cái đó là thịt đó, chà bông đó, củ kiệu nữa nha anh chị, củ kiệu cũng hạn chế nha. Khi mà mình dính vô những cái chuyện này á là nó xui xẻo, và nó không những đó là chỉ bị một phạt một lần này đâu, mà những cái lần khác anh chị có về Việt Nam mà đi vô nhập cảnh Mỹ lại á, là hải quan sẽ dình anh chị nữa. Khi mình đưa ID hoặc là đưa passport là nó bấm ra là nó thấy mình á, là có những lần trước có đem những cái đồ cấm qua, thì nó sẽ dình anh chị lại nữa, nó rất là phiền toái. Cho nên á, khi mà về bên Mỹ lại các anh chị phải cẩn thận nha. Những cái gì liên quan tới seafood, tức là dưới biển á, giống như cá nè, mực nè, khô mắm nè, ok, không có đem thịt theo nha, tuyệt đối thịt và hạt giống là đừng bao giờ đem theo. Tại vì bên Mỹ này hiện tại bây giờ á, rất là nhiều người Việt rồi, và nhiều cái cơ sở chỗ để buôn bán những cái khô, cái mắm, hoặc bất kỳ cái gì, kể cả sầu riêng đông lạnh cũng rất là nhiều rồi. Cho nên á, thí dụ mà mình cần ăn á, thì một á, là ăn ở bên Việt Nam cho đã đi không, còn không thì về Mỹ lại thì có chỗ nào bán á, hoặc là những người bán ở trong chợ thì mình có thể mình mua, dù nó mắc hơn một chút xíu nhưng mà nó an toàn. Chứ mình đem theo lỡ có chuyện gì á, nó phiền toái lắm. Nghe nói là bị phạt tới $5,000 rồi đó cả nhà, là cái trường hợp mà không được đem, họ đã đem mứt theo mà có hộp, còn hộp sầu riêng đông lạnh và củ kiệu nha các anh chị, cẩn thận. Thì hồi tháng 7 vừa rồi bầu trời Cali cũng không, mình đã biết mấy cái luật này rồi, mình dễ gì mình dính rồi. Nhưng mà khi mà mình vô Mỹ lại á, mình có mua một cái trái dừa mà dạng dừa sáp đó anh chị, để mua về cho Hà. Lúc đầu á là mình định đem một nguyên trái dừa bỏ vô cái thùng đồ luôn để mình đem qua Mỹ luôn, nhưng mà mình chợt suy nghĩ lại, không được, đã cấm hạt giống, cấm trái cây, thì cái trái dừa nó là một dạng hạt rồi, mà hạt này hạt khủng nữa cho nên mình cũng lanh trí là mình bổ trái dừa ra và mình nạo hết những cái trong đó và mình cho vào đông đá, rồi sau đó khi tới ngày mình đi á thì mình bỏ vô thùng mút để mình đem đi nha, phải cẩn thận. Ở bên Mỹ này đó, luật là luật, không là không, không có thương lượng được. Người Mỹ người ta làm việc vậy đó, giống như là mình nghĩ là mình có thể nói chuyện đại khái vậy, hoặc là có cái chuyện này chuyện nhỏ mà sao tới giải quyết gì lâu vậy. Bên Mỹ này nó làm theo từng bước một, và nó áp dụng tất cả mọi thứ theo luật, mình không có cãi được. Dù có chuyện nó xảy ra rồi, mình có làm cái cỡ nào đi chăng nữa, muốn gì ra tòa thôi, chứ không có đứng nói chuyện với nó được, không có giải quyết vấn đề ngay tại đó được, không có đút lót được, không có hối lộ được trong những cái trường hợp như vậy nha anh chị. Hồi xưa khi còn ở Việt Nam á, gia đình mình á mở nhà hàng bán lẩu dê, và có một người Việt Kiều cũng gần đó, cũng thân thiết, thấy ba mình nấu lẩu dê ngon, và sau đó muốn nhờ ba mình á là nấu lẩu và làm mấy cái dê ướp đó cả nhà, sau đó bỏ đông lạnh. Nhưng mà khi tới ngày mà chuẩn bị đi ra phi trường, họ mới sực nhớ ra là không có được đem theo thịt, và tất cả những cái đó để lại Việt Nam hết. Thường là tâm lý bà con mình ai cũng vậy đó cả nhà,
khi mà về được Việt Nam á, thì cố gắng đem nhiều nhất có thể để mà đem qua Mỹ lại để sử dụng, để ăn uống. Thậm chí trong gia đình mình cũng vậy, mẹ mình Tuyết cũng vậy, mình cũng vậy nữa. Giống như là một thùng á, là cho 50 phao, hai thùng á, là 100 phao, tức là khoảng 23 kg một thùng, nhét lên rồi xong rồi cân, cân coi như là xính nhính luôn á, sát sát dách luôn á, à là đủ phao, đủ đem đồ đồ về. Tự tâm lý á, thứ nhất là bên bên Mỹ này nó hiếm, cái thứ hai á mà mình qua bên đây mình mua những người khác bán á thì là mình lại cái giá tiền nó lại cao hơn là mình mua tại Việt Nam, đúng không? Đó, tuy nhiên á, lỡ mà nói ví dụ không phải tất cả mọi người đều bị bắt bị phạt không, nhưng mà lỡ mà xui xui á bị dính một cái một á, là rất là phiền, rất là mệt trong cái chuyện sau này ha, mỗi lần mình đi vô lại là mệt lắm. Cái lý do mà thịt á, bị cấm đem vào Mỹ á, cái lý do là do họ, bên Mỹ họ sợ bị mầm bệnh cả nhà, và thịt không rõ nguồn gốc ha, cho nên họ cấm đem thịt vào nhập cảnh. Và anh chị lưu ý á, là trứng với sữa cũng không được đem theo vô Mỹ nha anh chị. Trứng với sữa đó các anh chị không được đem quá 10.000 đô la vào Mỹ nha anh chị, tiền mặt đó. Khi mà anh chị đem quá cái số tiền đó thì anh chị phải khai báo với hải quan thuế, phải khai báo nha. Còn nếu mà mình không khai báo đó thì sẽ bị tịch thu nha anh chị, nhớ nha. Không được đem quá 10.000 đô la. Nếu mà dưới 10.000 thì không cần khai, mà trên 10.000 thì phải khai nha. Thì có nhiều anh chị không biết đó, cho nên là khi mà định cư lần đầu qua Mỹ đó, rồi bác không đem mấy cái tiền qua, đem tiền qua nhiều quá mà không khai báo đó, rất là nguy hiểm nha. Chào anh chị nha. Hai chai này là cùng hãng nhau hết. Một chai màu trắng á, là thuốc giảm mỡ bụng hồi xưa rồi đó, giờ bầu trời Cali có chia sẻ cho anh chị đó. Còn cái chai màu đỏ là mới ra, cái này là diet, tức là giảm cân ha. Cái chai diet mới này á là uống ban ngày, còn cái chai màu trắng này á là giảm bụng á, là uống ban đêm, kết hợp hai loại cùng lúc. Các anh chị uống sẽ mau xuống cân và giảm bụng nha. Order thì cứ liên hệ với bầu trời Cali. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem video của bầu trời Cali. Hy vọng đây là một vài cái thông tin bổ ích để giúp cho các anh chị có thể là có một chuyến bay an toàn trở về Mỹ lại. Thì các bạn nếu mà trong gia đình có những người thân thì share cái video này để cho mọi người cùng biết, để mà cẩn thận cân nhắc trước khi đem những món đồ để trở về Mỹ. Thì tại vì khi mà mình đã không để ý tới đó, rồi mình đóng thùng vô hết trơn rồi, rút cuộc tới phi trường á, mình dính liền, mình đâu thể nào mình xử lý kịp những cái tình huống đó ha, ha anh chị nha. Tốt nhất á, là phải cẩn thận trước. Cảm ơn các bạn và các anh chị khắp nơi rất nhiều, và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video kế tiếp của Bầu Trời Cali nha. Tiếp tục theo dõi với mình, thấy hay thì nhấn nút subscribe kênh của mình ở phía bên dưới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.